chúng ta đi qua này mà các bạn đi xem qua mô hình trồng dưa hấu của cái mùa nắng này nha. Tiếp tục đi cỡ nữa coi tới vụ dưa rồi. Trước mặt mình thấy mít có trái nữa rồi. Đây cây đu đủ. Thank you.
nghe nó có giá mà. Hồi nãy là như lấy bên của ai bên đẳng là bên chỗ Nhẫn phải không? Hồi nãy tôi mới qua bên Nhẫn á, Nhẫn hoa ai lấy cọc rồi 5.000 á. Bà đào hay gì phải không? Vậy năm nay có sống mà được. Bỏ trái dưa lên cho chú rồi cho nhóc quay phim con coi. Bỏ trái dưa là đẹp đẹp ơi. Con bỏ trái dưa là đẹp đẹp á. Con bỏ trái dưa lên cho chú quay phim cho con. Con có bỡ lên nghe, con đừng có bẻ nha. Con bỡ lên thôi. Thôi mua bỡ lên đi. Ê chú hỏi rồi, bỡ lên đi. Tôi quay không? Đó. Đó. Nhìn lên chứ. À. Này nữa chú Hồi muốn coi chứ, chú Hồi vô con sông nước miền Tây là nó thấy chú Hồi trên đây nè. Sao thì